thưa quý vị, trở lại phần tin tức trong ngày hôm nay. Bản tin tiếp theo, Sĩ Quyên xin phép được gửi đến quý vị phần chi tiết sau đây. Bản tin sau đây cho hay là có hàng loạt cán bộ hải quan phải hầu tòa vì buôn lậu gỗ quý. Thưa quý vị, vào sáng ngày 30 tháng 10, Tòa án thành phố Đà Nẵng đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án buôn lậu hơn 600 thước gỗ trắc qua cửa khẩu của cảng Tiên Sa, Đà Nẵng có liên quan tới nhiều cán bộ hải quan. Và đây là phiên xử vụ án có dấu hiệu buôn lậu gỗ quý lớn nhất trên địa bàn từ trước tới nay, cùng với một loạt các cán bộ hải quan của biên giới, Lao Bảo, Cửa Việt và Đà Nẵng. Theo cáo trạng, ông Trương Huy Liệu và vợ là Trần Thị Dung, giám đốc công ty Ngọc Hưng bị truy tố về tội danh buôn lậu. Ngoài ra thì còn 3 cán bộ làm việc tại các biên giới khác nhau cũng bị truy tố về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tòa án xác định Trương Huy Liệu đã qua Lào mua gỗ rồi ra lệnh cho các nhân viên công ty Ngọc Hưng lập giả hồ sơ để buôn lậu hơn 614 thước gỗ, mét khối gỗ không rõ nguồn gốc và xuất xứ có trị giá gần 64 tỷ đồng, tương đương với 3 triệu Mỹ Kim. Trần Thị Dung ký các hồ sơ, giấy tờ giả mạo để làm thủ tục nhập kinh doanh gỗ từ Lào về Việt Nam, sau đó thì xuất sang Hồng Kông để thu lợi. Còn các cán bộ hải quân biên giới Việt Nam và Việt Lào thì có nhiệm vụ là kiểm hàng gỗ xuất khẩu đã ăn chia và không khai báo khi làm thủ tục hải quan. Đây là vụ án lớn về buôn lậu gỗ quý chưa từng có từ trước tới nay trên địa bàn. Dự kiến phiên tòa sẽ được diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 30 cho tới ngày 31 tây tháng 10. Người về tị nạn được sống tạm trong cộng đồng Úc Châu. Thưa quý vị, bản tin VOA, 50 thuyền nhân đã được cho ra khỏi trại tị nạn và sinh sống trong cộng đồng ở Tây Úc, Australia. Phần đông thì các thuyền nhân này là các tín đồ Công giáo và người Việt ở miền Tây của Australia đã mở rộng vòng tay đón chào họ. Theo bác sĩ Nguyễn Anh Dũng, chủ tịch cộng đồng người Việt tại tiểu bang Tây Úc cho biết đã có khoảng 100 người được thả ra và định cư nhiều tiểu bang khác nhau, hầu hết là thanh niên nam nữ trong giáo xứ tại Nghệ An và có một số tại Vũng Tàu bị chính quyền bắt bớ đàn áp cho nên họ phải bỏ chạy. Những người này đã được cấp visa tạm thời có thời hạn là 12 tháng trong khi đơn từ của họ được xét duyệt. Theo như bác sĩ Dũng thì những người này được chính phủ Úc chu cấp tiền bạc để sống rất là đầy đủ, giống như là một người thất nghiệp tại Úc, với một điều kiện là họ không được đi làm bất cứ việc gì, kể cả những việc thiện nguyện. Và hiện nay vẫn còn khoảng hơn 100 người bị giam giữ tại trại Yonga Hill ở bang Tây Úc. Ngoài ra, thưa quý vị, thì còn có người Việt bị giam trên hòn đảo Christmas, cách bờ biển Úc khoảng hơn 1.000 cây số. Trong khoảng thời gian từ năm 2012 tới năm 2013, thì con số thuyền nhân vượt biển sang Úc đã tăng tới 30 lần. Theo Đại sứ quán Australia ở Việt Nam, hầu hết các thuyền nhân tìm đường sang Úc là người tỉnh Nghệ An. Chính phủ Úc từng tuyên bố sẽ cùng hợp tác với Việt Nam để bắt giữ và khởi tố những người tổ chức đưa người vượt biên trái phép và ngăn chặn hành vi kinh doanh nguy hiểm dựa trên sinh mạng của con người. Mới đây nhất, thưa quý vị, vào hồi tháng 7, Tòa án tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tuyên án tù đối với 3 người vì đã tổ chức đưa 84 người vượt biên sang Úc vào năm 2013. Sau hơn chục ngày lênh đênh trên biển thì nhóm người này đã bị giới hữu trách Úc bắt giữ. Thưa quý vị, Việt Nam dẫn đầu ASEAN về xuất khẩu vào Hoa Kỳ. Trong báo cáo tình hình thương mại và triển vọng kinh tế Việt-Hoa Kỳ tháng 10 năm 2014, Phòng Thương mại Hoa Kỳ AmTram cho hay Việt Nam có thể xuất khẩu vào Hoa Kỳ vào khoảng 29 tỷ 400 triệu Mỹ Kim trong năm nay và sẽ là lần đầu tiên mà Việt Nam đứng đầu ASEAN về xuất khẩu vào Hoa Kỳ chiếm 22% kim ngạch. Cũng theo AmTram, từ chỗ chỉ đóng góp 1% giá trị xuất khẩu của ASEAN vào thị trường Hoa Kỳ năm 2000, sau 14 năm, Việt Nam đã chiếm khoảng 22% giá trị xuất khẩu của ASEAN vào Mỹ năm 2014 và lần đầu tiên vượt qua các nước lớn của ASEAN như Malaysia, Thái Lan và Indonesia, trở thành nước xuất khẩu lớn nhất về giá trị kim ngạch và tăng trưởng xuất khẩu cao nhất vào Hoa Kỳ. Hiện nay, xuất khẩu Việt Nam sang Hoa Kỳ lớn nhất là dệt may, da giày, thủy sản, đồ mỹ nghệ và quả thanh long. Công bố điều chỉnh tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ vừa được AmTram đưa ra mới đây đã nhấn mạnh, ngành nhật bay tại Việt Nam có tốc độ tăng trưởng vào Hoa Kỳ mạnh mẽ nhất. Về ngành thủy sản thì Hoa Kỳ là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam. Hiện nay, Việt Nam cũng là nước xuất khẩu tôm đứng vào hàng thứ ba của Hoa Kỳ, chỉ sau có Indonesia và Ấn Độ. AmTram cũng không quên nêu ra yếu kém của các ngành xuất khẩu của Việt Nam về giá trị gia tăng thấp, hàng sơ chế, nguyên liệu thô còn nhiều, thủ công mỹ nghệ chưa cao, mẫu mã bao bì kém cạnh tranh và việc áp dụng vào các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm cần quan tâm hơn.
Ba cựu tù nhân chính trị bị công an tra tấn, đánh đập dã man. Thưa quý vị, theo tin của AFP, ba cựu tù nhân chính trị ở Việt Nam vừa bị theo dõi, đánh đập, câu lưu, khám xét và tra tấn trong hai ngày thứ Tư và thứ Năm vừa qua, sau khi Chủ tịch nước trình Quốc hội Việt Nam phê chuẩn Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc là trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc là hạ nhục con người hôm 23 tháng 10. Vào hôm 29 tháng 10, thì ông Phạm Bá Hải và ông Nguyễn Văn Sóc đã bị hành hung trong một ngõ vắng sau khi đi thăm ông Dương Văn Âu, là một cựu tù nhân chính trị khác ở Đà Lạt. Những người đánh hai ông được cho là lực lượng an ninh đã đấm vào mặt, đá vào người ông Hải để hỏi ông đi thăm ai. Đánh được một hồi thì công an tới và bốn người kia bỏ chạy. Ông Hải nói rằng đây là một kịch bản mà họ đã dàn dựng vì ở gần đó, khi ông Hải bị đánh vẫn có hai công an an ninh quan sát. Sau đó thì hai ông đi thành phố Vinh để thăm một số tù nhân khác thì bị an ninh bắt đưa về làm việc. Trong lúc tra khảo làm việc thì ông Hải bị một người chỉ huy xì vả và dùng lời lẽ nặng nề khi ông Hải bất hợp tác, tịnh khẩu và không trả lời. Thế là viên chỉ huy đó dùng hai ngón tay sò vào hai lỗ mũi của ông Hải và móc ngược lên trên khiến cho đầu ông Hải bật ra phía sau, đánh vào thành ghế. Thưa quý vị, sau đó thì người chỉ huy có hành động nữa, đó là xí điếu thuốc đang hút vào cổ tay trái của ông Hải khi ông ngồi khoanh tay tịnh khẩu. Cựu tù nhân lương tâm Chu Mạnh Sơn đi đón hai ông Phạm Bá Hải và Nguyễn Văn Sóc tại sân bay Vinh cũng bị bắt đưa về làm việc và bị đấm đá dã man trong quá trình làm việc với cơ quan chức năng, có sự chứng kiến của các cấp chức chỉ huy công an huyện Yên Thành, xã Phúc Thành. Lực lượng an ninh bảo vệ người dân còn nói rằng đánh cho nó không còn ăn được cơm, đánh cho nó ngu đần luôn thể. Ông Phạm Bá Hải hiện là điều phối viên của Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Sóc là một tín đồ Phật giáo hòa hảo và anh Chu Mạnh Sơn là một thanh niên công giáo ở Vinh. Thưa quý vị, có hai học sinh bị thương vì lựu đạn nhựa phát nổ. Được một người bạn cho quả lựu đạn nhựa, sau bữa cơm trưa thì Thành và Linh đem ra chơi thì bất ngờ vật này đã phát nổ khiến cho cả hai bị thương nặng, nát bàn tay và phải nhập viện cấp cứu. Theo như thông tin ban đầu cho biết, vào sáng ngày 31 tháng 10, em Lê Công Thành, 11 tuổi, tại phường Bến Thủy, Nghệ An, đi học và được bạn cho quả lựu đạn nhựa nên đem về. Buổi trưa sau khi ăn cơm xong, thì Thành cùng với người chị họ là Nguyễn Thùy Linh, 15 tuổi, mang quả lựu đạn ra chơi. Khi Thành tháo ngay kiếp thì bất ngờ nó đã phát nổ làm cho cả hai anh em bị thương nặng và máu vương vãi khắp nơi. Ông của Thành là ông Lê Ngọc Sơn cho hay, lúc mọi người còn đang ăn cơm thì Thành đã cầm quả lựu đạn bằng nhựa ra chơi. Ông liền hỏi, món đồ này ở đâu ra? Chỉ nghĩ là quả lựu đạn mô hình cho nên cả nhà đều đợi cháu cho tiếp tục chơi. Nào ngờ, chỉ ít giây sau thì lại nghe tiếng nổ lớn. Bác sĩ Nguyễn Đức Phúc là trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho hay, hai bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tỉnh táo. Thành đã bị dập nát bàn tay trái, nhiều vết thương như là đầu đinh găm vào vùng bụng và ngực cũng như là trán. Còn Linh thì bị thương ở vùng đùi phải. Sau khi được sơ cứu thì nam sinh này được chuyển ra bệnh viện Việt Đức Hà Nội, còn Linh thì đã tỉnh táo nhưng vẫn còn hoảng loạn. Quả lựu đạn được làm bằng nhựa xanh, bề ngoài y hệt như là quả lựu đạn thật. Sau khi phát nổ thì vỏ nhựa vẫn còn nguyên. Người dân sống chung quanh nơi đây đã xảy ra vụ nổ cho biết họ rất hoang mang vì không biết là chính xác xuất xứ của đồ vật này. Thưa quý vị, theo tờ báo Xuân Trí thì có 3 cư dân thành phố Hải Phòng trở về từ vùng dịch Ebola đang bị nhân viên y tế Việt Nam tại địa phương giám sát chặt chẽ. Hai trong 3 người này đang trú ngụ tại quận Lê Chân và người còn lại ngụ tại huyện Cát Hải thuộc thành phố Hải Phòng. Một trong 3 người trên được cho là không bị nhiễm Ebola sau thời gian theo dõi kéo dài 21 ngày. Hai người còn lại đang trong giai đoạn giám sát vì chỉ mới bước sang ngày thứ 10 của đợt theo dõi, tính từ khi bước xuống máy bay trở về địa phương. Đáng lo là một trong hai người này được cho là di chuyển qua nhiều vùng ở Việt Nam. Dù vậy, theo báo Dân Trí thì hai người còn lại vẫn đang nằm trong phạm vi kiểm soát nghiêm ngặt của Sở Y tế thành phố Hải Phòng. Phi trường Đà Nẵng lọt vào danh sách các sân bay tốt nhất thế giới. Truyền thông Việt Nam ngày 31 tháng 10 đồng loạt đưa tin cho hay hãng hàng không Dragon Air của Hồng Kông đã xếp Đà Nẵng đứng vào hàng thứ 3 trong danh sách các phi trường tốt nhất trên thế giới. Đây là kết quả của cuộc khảo sát phẩm chất hoạt động của ngành hàng không thế giới do hãng hàng không Dragon Air thực hiện
mới đây. Theo như Dragon Air thì các tiêu chuẩn để được bình chọn là một phi trường tốt nhất thế giới bao gồm thái độ của nhân viên phục vụ, khung cảnh mỹ quan, phẩm chất hạ tầng cơ sở, kể cả sự tiện lợi của hoạt động dịch vụ ăn uống. Trong danh sách bình chọn này thì phi trường Tân Sơn Nhất được xếp vào hạng thứ 16 trong tổng số 96 phi trường được xếp hạng, đứng sau phi trường Đà Nẵng 13 bậc. Trong khi đó thì Nội Bài đã không có tên trong bảng xếp hạng 96 phi trường tốt nhất thế giới năm 2014 của hãng hàng không Dragon Air. Truyền thông Việt Nam gọi đây là một sự kiện đáng vui mừng vì trước đó thì Tân Sơn Nhất và Nội Bài của Việt Nam đã được đưa vào danh sách 10 phi trường tệ nhất châu Á trong cuộc khảo sát do trang mạng Sleeping in Airports thực hiện. Thưa quý vị, báo Dân Trí còn cho hay là phi trường Đà Nẵng tọa lạc trên một diện tích rộng 36.000 m² được đưa vào hoạt động cách đây 3 năm nên còn tương đối mới. Tốn phí xây dựng phi trường này lên đến 1.340 tỷ đồng, tương đương với 67 triệu Mỹ Kim. Tuy nhiên, cũng theo dư luận, dù được chọn là một trong những phi trường tốt nhất thế giới nhưng số lượng hành khách cũng như là các chuyến bay đến phi trường Đà Nẵng vẫn không có nhiều vì ở một địa điểm quá xa các trung tâm thương mại và vận chuyển lớn của Việt Nam như là Sài Gòn và Hà Nội. Vì vậy mà phi trường Đà Nẵng chỉ mới được khai thác khoảng 2/3 công suất. Trước đó, dư luận ở Việt Nam xôn xao về kết quả xếp hạng của trang mạng Sleeping in Airport cho thấy phẩm chất hoạt động của Tân Sơn Nhất và Nội Bài là tệ nhất châu Á. Báo Dân Trí dẫn lời một cán bộ lãnh đạo của ngành hàng không Cộng sản Việt Nam thú nhận rằng lẽ ra thì Nội Bài không đạt một thứ hạng nào, kể cả hạng chót, trong danh sách các phi trường tệ nhất của châu Á hiện nay. Trẻ sơ sinh văng khỏi bụng mẹ có cơ may sống sót. Thưa quý vị, bào thai bị văng khỏi bụng mẹ trong một tai nạn giao thông gây chấn động dư luận tại thành phố Long Xuyên mới đây đang tiếp tục được cứu chữa một cách tích cực tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, Sài Gòn. Báo Kiến thức Việt Nam cho hay đến trưa ngày hôm qua 30 tháng 10 năm 2014, em bé sơ sinh đã không còn phải thở máy và đã bú được sữa. Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết là tình trạng sức khỏe của bé đã được cải thiện, mặc dù chân phải đã bị cưa ngắn khoảng 1/3. Cũng theo báo mạng Kiến thức Việt Nam, rất đông các nhà hảo tâm ở Việt Nam đã tìm đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 để gửi tiền trợ giúp việc cứu chữa em bé đáng thương này. Cha ruột của em bé là ông Nguyễn Văn Nam cũng đã bị cắt cụt chân bị dập nát vì tai nạn nói trên. Ông này cũng đang được điều trị tại bệnh viện và tình trạng sức khỏe đã ổn định. Trước đó, thưa quý vị, ông Nguyễn Văn Nam lái xe gắn máy chờ người vợ là bà Nguyễn Thị Kim Ngọc đang chuyển dạ, định đến bệnh viện để sinh con thì bị một chiếc xe bồn trộn bê tông đụng phải. Thưa quý vị, bà Ngọc bị thiệt mạng, trong khi ông Nam thì may mắn chỉ bị thương. Bào thai trong bụng của bà Ngọc văng ra khỏi bụng mẹ, rơi xuống đất cách đó khoảng 7 mét. Bé được đưa vào bệnh viện cấp cứu, có nhiều cơ may sống sót. Hành khách Nga say rượu đánh tiếp viên hàng không Việt Nam Airlines. Một hành khách quốc tịch Nga bị trói bằng dây dính chặt vào ghế ngồi vì người này đã say rượu và tấn công tiếp viên hàng không trên một chuyến bay của Việt Nam Airlines từ Mạc Tư Khoa đến Tân Sơn Nhất, Sài Gòn. Đây là một sự kiện hiếm hoi diễn ra vào ngày 31 tháng 10 trên chuyến bay VN060 của hãng hàng không Việt Nam Airlines từ phi trường Dodomedovo, Mạc Tư Khoa đến Tân Sơn Nhất của Sài Gòn. Báo Người Lao Động dẫn phúc trình của hãng hàng không Việt Nam Airlines cho biết khoảng 2 giờ sáng ngày nói trên 31 tháng 10, hành khách người Nga có tên là Sergei Samokin, 32 tuổi, đã đột nhiên có những hành vi gây rối trên phi cơ. Sau khi phi cơ cất cánh khỏi phi trường Dodomedovo, Mạc Tư Khoa khoảng 4 tiếng đồng hồ, các tiếp viên hàng không cho biết ông này đã say rượu gây chuyện với người ngồi bên cạnh nên đã nhắc nhở ông là giữ trật tự trên chuyến bay. Ông hành khách người Nga đã không tuân hành còn quay sang tấn công tiếp viên hàng không Việt Nam Airlines và đánh luôn cả hành khách khác cố gắng cản ngăn. Có gần 10 tiếp viên hàng không Việt Nam Airlines được sự trợ giúp của 5 hành khách người Nga khác đã cùng hợp lực bắt trói người hành khách gây rối, buộc ông ta ngồi yên tại một chiếc ghế ở dưới cùng của khoang hành khách của phi cơ. Cho đến lúc 8 giờ rưỡi sáng cùng ngày 31 tháng 10, chiếc phi cơ hạ cánh an toàn đến phi trường Tân Sơn Nhất. Người cùng đi duy nhất của người khách Nga gây rối cho biết ông ta đã sử dụng thuốc an thần còn uống thêm rượu trên máy bay cho nên đã không kiểm soát được hành động của mình. Cảng vụ hàng không Cộng sản Việt Nam cho hay người khách gây rối trên bị phạt ít nhất là 5 triệu đồng tương đương với 250 Mỹ Kim về tội gây rối trên phi cơ. Báo Người Lao Động cũng cho hay trước đó một hành khách người Úc cũng đã bị trói trong trường hợp tương tự trên một chuyến bay từ Melbourne, Australia về Sài Gòn. Thưa quý vị, nhân vật này cũng đã uống rượu trên máy bay sau khi dùng thuốc giảm đau để chữa chứng đau răng, cũng như là đã tấn công
các hành khách ngồi cạnh và đánh luôn cả tiếp viên hàng không và chỉ chịu ngồi yên khi bị bắt trói chặt vào chiếc ghế. Bắt được 3 người buôn lậu 30 bánh heroin. Thưa quý vị, ngày hôm qua 30 tháng 10, Công an Cộng sản Việt Nam của tỉnh Quảng Ninh cho hay đã bắt 2 người buôn lậu ma túy, tịch thu 20 bánh heroin và một số vũ khí, gồm có 8 khẩu súng và gần 200 viên đạn. Đây là một trong những mắt xích của đường dây vận chuyển ma túy từ Việt Nam sang Trung Quốc qua cửa biên giới Móng Cái thuộc tỉnh Quảng Ninh. Báo Người Lao Động cho biết là có một người bị bắt trong vụ vận chuyển số lượng ma túy lớn nói trên. Ông này tên là Nguyễn Văn Hải, 39 tuổi, ngụ tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Công an Cộng sản Việt Nam, thành phố Móng Cái, khám xét nhà của đồng bọn của ông Hải thì bắt thêm được một người khác, tịch thu thêm 2 gói ma túy tổng hợp và 1 tỷ 400 triệu đồng, tương đương với 70.000 Mỹ Kim. Mặt khác thì tại thành phố Nam Định, Công an Cộng sản Việt Nam cũng đã bắt một người tên là Mai Quỳnh Thơ, 44 tuổi, trong đường dây vận chuyển ma túy. Khám xét nhà của ông này thì người ta thấy tổng cộng 8 bánh heroin giấu trong một cái lu sành chôn dưới gốc cây trong vườn nhà. Ông Tho nhìn nhận là một trong những nhân vật chủ chốt của đường dây vận chuyển ma túy từ tỉnh Hòa Bình đến thành phố Nam Định, hoạt động nhiều năm nay và vận chuyển trung bình 15 bánh heroin mỗi đợt mà không hề bị phát giác. Một quán rượu bị phạt vì trang trí 10 ngôi mộ già đón Halloween. Theo như báo Thanh Niên, sáng ngày 31 tháng 10, chính quyền Cộng sản Việt Nam ở thành phố Cà Mau đã lập biên bản và phạt chủ nhân phòng trà Queen Club vì cách trang trí để đón mừng lễ ma quỷ Halloween làm kinh sợ cư dân tại khu vực này. Báo Thanh Niên cho biết chủ nhân của quán Queen Club đã dựng lên 10 ngôi mộ già bằng rơm chuẩn bị để đón mừng Halloween. Một số người đi tập thể dục vào sáng sớm nói đã hoảng hốt đến điếng hồn khi nhìn thấy những ngôi mộ già được dựng lên. Những người này đã báo tin cho chính quyền Cộng sản Việt Nam tại thành phố Cà Mau đến nơi xem xét. Nại cớ lập mộ già mừng lễ mà không xin phép, chính quyền địa phương đã lập biên bản và buộc chủ quán Queen Club phải dẹp bỏ 10 ngôi mộ già nói trên. Theo như dư luận thì cách bày trí để đón lễ Halloween chỉ là trò chơi tạo cảm giác thú vị, không đáng để cho chính quyền địa phương phải lập biên bản phạt vạ và cấm đoán. Học sinh quận 9 tham dự đợt vận động đi bộ đến trường. Thưa quý vị, báo Tuổi Trẻ cho hay sáng ngày hôm qua 30 tháng 10, lần đầu tiên tại Việt Nam hàng ngàn học sinh trường trung học và tiểu học Phước Bình thuộc quận 9 Sài Gòn đã cùng tham dự cuộc vận động đi bộ đến trường. Đây là đợt vận động nằm trong khuôn khổ của tháng Quốc tế đi bộ đến trường do Tổ chức An toàn Trẻ Em tổ chức. Vẫn theo báo Tuổi Trẻ, đợt vận động đi bộ đến trường sẽ diễn ra từ nay cho đến hết tháng 5 năm 2015 tới để giúp gia tăng ý thức của cộng đồng về sự an toàn cho người đi bộ, nhất là các trẻ em. Tuy nhiên thì thưa quý vị, dư luận cho rằng đây chỉ là đợt hoạt động có tính chất phong trào, có nghĩa là sẽ sớm bị lụi tàn. Tâm lý của người Sài Gòn hiện nay là rất sợ đi bộ trên đường, nhất là việc để cho con cái của mình đi bộ. Chạy nhảy trên đường phố chật hẹp, nhiều xe cộ phóng nhanh, vượt ẩu bất chấp sinh mạng của người đi đường. Vẫn theo dư luận thì cảnh phụ huynh dắt con em đi bộ đến trường ở nhiều nơi khác trên thế giới là không hiếm. Tuy nhiên thì ở Việt Nam, vấn đề này để trẻ em đi bộ là hết sức nguy hiểm. Dư luận cho rằng lời giải của bài toán bảo đảm sự an toàn cho người đi bộ, nhất là trẻ em, thuộc về chính quyền Cộng sản Việt Nam các cấp. Soạn giả cải lương, kim thi sĩ Kiên Giang Hà Huy Hà qua đời thọ 86 tuổi. Khoảng 5 giờ sáng ngày 31 tháng 10, ông Kim Giang Hà Huy Hà là thi sĩ kim soạn giả cải lương đã đột ngột qua đời tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương Sài Gòn thọ 86 tuổi. Theo báo Pháp Luật Sài Gòn, ông Kim Giang Hà Huy Hà đã qua đời đột ngột trên đường từ nhà ở Long Xuyên đến Sài Gòn để trao tiền từ thiện cho một em bé bị bỏ rơi. Lễ an táng ông Kim Giang Hà Huy Hà sẽ được tiến hành vào ngày 3 tháng 11 tới đây tại Nghĩa Trang Chánh Phú Hòa thuộc tỉnh Bình Dương, là nơi yên nghỉ của một số văn nghệ sĩ nổi tiếng như là Sơn Nam, Phạm Duy. Thưa quý vị, báo Pháp Luật Sài Gòn còn cho biết ông Kim Giang Hà Huy Hà có tên thật là Trương Khương Trinh, sinh quán ở thành phố Rạch Giá. Ông là thi sĩ, soạn giả cải lương, từng được biết đến với bài thơ Hoa Trắng Thôi Cài Trên Áo Tím được phổ nhạc. Và trong lĩnh vực sân khấu cải lương, ông cũng đã được biết đến với các vở tuồng như Áo Cưới Trước Cổng Chùa, Người Vợ Không Bao Giờ Cưới, Quán Gấm Đầu Làng, Ngưu Làng Chức Nữ và vân vân. Trước năm 1975 thì ông Kim Giang Hà Huy Hà còn đảm nhận vai trò của một ký giả kịch trường của làng báo Sài Gòn.
Tôi là Trần Quang Duật, xin kính chào quý khán giả và đại gia đình quân đội đến với chương trình truyền hình Câu chuyện tháng 10 với chủ đề Một ngày phải đến. Và thưa quý vị, tiết mục cho chủ đề ngày hôm nay là Tiếng nói của sự thật. Trước khi bắt đầu chương trình, chúng tôi xin thành thật chúc mừng blogger điếu cày Nguyễn Văn Hải đã đến được xứ sở của nữ thần tự do. Thưa quý vị, thưa quý chiến hữu, một chế độ lấy dối trá, bị bợm và che giấu làm kim chỉ nam cho chính sách đường lối của mình thì chế độ đó chắc chắn sẽ khó mà tồn tại. Một khi sự thật được phơi bày bởi chính những người trong chế độ đó, đó là chế độ độc tài đảng trị tại Việt Nam. Xin mời quý vị theo dõi một vài thí dụ điển hình của những người từng ở trong cái nôi của Đảng Cộng sản Việt Nam nói về chế độ mà họ đã lầm đường lạc lối đi theo để đánh mất cả một thời thanh xuân của mình. Khi nói về nhà văn Dương Thu Hương, chúng ta nghĩ ngay đến một nữ bộ đội trong đoàn quân xâm lược đang ngồi khóc ngay trên vỉa hè của Sài Gòn trong ngày 30 tháng 4 năm 1975. Khi nhà văn này khám phá ra rằng mình đã bị lừa gạt. Và trong một cuộc phỏng vấn, nhà văn này đã nói có một nhận xét rất trung thực, thật khác biệt về hai chế độ của Hà Nội và Sài Gòn như sau. Vào Nam, tôi mới hiểu rằng chế độ ngoài Bắc là chế độ man dợ vì nó chọc mù mắt con người, bịt lỗ tai con người. Trong khi đó ở miền Nam, người ta có thể nghe bất cứ những thứ đài nào, Pháp, Anh, Mỹ nếu người ta muốn. Đó mới là chế độ của nền văn minh và thật chua chát khi nền văn minh đã thua chế độ man dợ. Đó là sự hàm hồ và lầm lẫn của lịch sử. Đó là bài học quá đắt giá và lầm lẫn lớn nhất của dân Việt Nam đã phạm phải. Và một người thuộc lứa tuổi của đầu thập niên 40, cả hai vợ chồng Bùi Minh Quốc đã tình nguyện vào giải phóng miền Nam theo tiếng gọi của loa phóng thanh tuyên truyền một chiều của Hà Nội. Bây giờ, khi nhìn những mảnh đời chung quanh ông, những cảnh dân oan, dân khổ, cảnh cướp đất đuổi nhà xảy ra như cơm bữa chung quanh, cùng cách sống xa hoa và trụy lạc vô đạo đức của những cán bộ Cộng sản, Bùi Minh Quốc đã phải viết như sau. Quay mặt phía nào cũng phải ghềm cơn mưa. Cả một thời Đều Cán đã lên ngôi. Chỉ với hai câu thơ trên, chúng ta đã hình tượng toàn thể bộ mặt thật của Việt Nam dưới sự thống trị của Đảng Cộng sản. Thưa quý vị, thưa quý nhân hữu, nếu không có những cuộc biểu tình, những kiến nghị của chúng ta qua sức mạnh của truyền thông đến được các nhà lập pháp và hành pháp của chính phủ tự do, thì chắc chắn blogger điếu cày Nguyễn Văn Hải đã không đến được Mỹ vào ngày 21 tháng 10 năm 2014. Và Hà Nội với hy vọng nhỏ nhoi mong rằng với sự trục xuất này, blogger điếu cày Nguyễn Văn Hải sẽ mất đi nhiều ảnh hưởng hơn là để điếu cày ở trong nước. Nhớ lại thập niên 80 và 90, khi được hỏi về số phận quân dân cán chính, quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong các nhà tù ở miền Bắc, Lê Duẩn đã ra dấu đưa một bàn tay lên ngang qua cổ, có nghĩa là giết và giết. Sau đó, để cứu sống chế độ, Hà Nội đã nghĩ đến cách phải thả tù binh chính trị ở miền Nam ra. Nhưng thả thì dễ, nhưng làm sao chỉ huy và kiểm soát? Duy nhất một điều là tống xuất. Tống xuất thì ai nhận? Và câu trả lời đã có. Tổng thống Mỹ Ronald Reagan đã say yes và chúng ta đã thoát khỏi chữ giết của Lê Duẩn. Theo chúng tôi, trường hợp của blogger điếu cày cũng tương tự như trường hợp của các tù binh miền Nam, nên hai chữ tống xuất đã đến với điếu cày. Tới Mỹ, điếu cày đã nói tới sức mạnh của truyền thông, hy vọng nhà đấu tranh này sẽ gửi những tín hiệu, những việc cần phải làm trong nước để giải thể chế độ Cộng sản. Thưa quý vị, thưa quý chiến hữu, gần đến ngày bầu cử, ngày thứ ba mùng 4 tháng 11 năm 2014, các ứng cử viên trong cuộc bầu cử đã xuất hiện tại trung tâm thương mại Eden, tại các cơ sở truyền thông của tiểu bang Virginia. Điều này đã nói lên sức mạnh về lá phiếu của chúng ta trong một cuộc đua mà sự hơn thua chỉ hơn nhau một cái đầu con ngựa. Do đó, xin hãy sử dụng lá phiếu của mình để tiếng nói của chúng ta được cả hành pháp và lập pháp Mỹ chú ý. Tiếng nói của chúng ta tạo ra được nhiều áp lực với Hà Nội. Tiếng nói của chúng ta là sức mạnh giúp những nhà đấu tranh trong nước mạnh dạn đứng lên chống lại độc tài đảng trị. Xin hãy rủ nhau đi bầu thật đông trong ngày bầu cử ngày thứ ba mùng 4 tháng 11 năm 2014. Xin thành thật cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn quý vị trong chương trình phát hình kỳ tới. Xin đa tạ. Kính thưa quý vị khán giả của SBTN, chúng tôi là Hà Văn Trãi thuộc SBTN Boston. Xin kính chào quý vị. Và kính thưa quý vị, hôm nay trong studio của SBTN Boston chúng tôi rất được hân hạnh đón tiếp Mục sư Ngô Đắc Lũy, người hoạt động chính trị vừa mới được chính phủ Hoa Kỳ can thiệp
để đưa sang Hoa Kỳ. Thì trước hết chúng tôi xin mục sư gửi lời chào đến quý vị khán giả của đài SBTN. Vâng, xin chào anh Hà Văn Tải. Xin kính chào quý khán giả của đài SBTN Boston. Kính thưa quý vị, thì tối thứ năm vừa rồi thì mục sư mới được sang Boston. Thì hôm nay với quý vị khán giả của SBTN, xin mục sư cho biết bắt đầu từ đâu, năm nào mà bắt đầu mục sư hoạt động, bước chân một con đường để hoạt động chính trị và ở chỗ nào, xin mục sư cho biết. Dạ vâng, thưa anh Hà Văn Tải, thưa quý vị khán giả, tôi nguyên là giảng viên Đại học Sư phạm Đồng Tháp. Đến năm 1994 thì tôi ra Hà Nội để học cao học và đồng thời cũng tham gia đào tạo giáo viên tiếng Anh cho các tỉnh miền Bắc. Trong thời gian này thì tôi cũng tiếp cận được với rất là nhiều các cái giới đồng bào ở Hà Nội, ở các tỉnh miền Bắc, đặc biệt là các cán bộ công tác trong ngành giáo dục. Tôi nhận thấy rằng họ là những nạn nhân của Cộng sản suốt một cái thời gian rất là dài. Mặc dù như vậy đó, nhưng họ cũng không nhận được, rất nhiều người cũng không nhận được rằng họ là nạn nhân của chế độ Cộng sản. Họ mở miệng nói ra một câu là ơn bác, ơn đảng. Mặc dù thì cuộc sống của họ rất là tối tăm, cùng cực. Chính vì vậy mà tôi bắt đầu quyết định là thông qua cái công việc giảng dạy của mình, thông qua những cái tiếp cận của mình, để tôi truyền bá cho họ cái tư tưởng về tự do, về dân chủ, và đặc biệt là về cái vấn đề nhân quyền. Bởi vì suốt cả một thời gian dài họ chẳng biết nhân quyền là gì, họ không biết họ đang mất hết tất cả các cái quyền làm người. Và tôi quyết định là từ khi mà tôi đặt chân đến Hà Nội năm 1994. Thì cụ thể những cái năm đó thì như mục sư đã nói là nói cho họ biết rõ về cái vấn đề nhân quyền, cũng như là vấn đề là thế nào là tự do dân chủ mà người miền Bắc họ chưa được sống qua như vậy, khác với người miền Nam, thì mục sư mới bắt đầu như thế nào? Dạ vâng, trước hết thì một số anh em đồng nghiệp hoặc là họ nguyên là giáo viên tiếng Nga, giáo viên tiếng Trung mà được gửi đến để đào tạo thành giáo viên tiếng Anh á, thì họ hỏi tôi về cái cuộc sống ở miền Nam trước năm 1975. Và không ít những người trong đó thì họ dùng là chế độ ngụy quyền Sài Gòn, họ cho rằng quân đội Mỹ là sang xâm lược miền Nam. Thì tôi cũng rất là khéo léo và nhiều lần tôi giải thích cho họ rằng cái cuộc chiến tranh Việt Nam thực ra là cái cuộc chiến tranh ý thức hệ giữa cái chính thể tự do và cái chế độ Cộng sản. Còn quân đội đồng minh Hoa Kỳ họ đến Việt Nam á, là với một cái vai trò là giúp cho cái nền đệ nhất, nền đệ nhì Cộng hòa Việt Nam á, là ngăn chặn cái làn sóng đỏ mà do cái đệ tam quốc tế từ Nga Xô, từ Trung Cộng muốn nhuộm đỏ xuống cái khu vực Đông Nam Á. Thì tất nhiên lúc đầu đó nhiều người họ phản đối tôi rất là gay gắt, họ bảo tôi là phản động. Nhưng rồi dần dần một số anh em ở trong đó họ nghe, họ suy nghĩ và cũng họ cũng hiểu ra, cho nên cũng tạo nhiều cái điều kiện để gặp gỡ, để họ hỏi han và tôi trình bày cho họ. Thì đó là những cái bước đi đầu tiên. Rồi sau khi mà ở các cái tỉnh thành miền Bắc người ta tổ chức để mà đào tạo giáo viên cho các cái tỉnh ngoài Hà Nội thì tôi lại tiếp tục cái công việc đó rộng rãi hơn. Tôi tiếp xúc với nhiều giới, đặc biệt là cán bộ hoạt động trong ngành giáo dục ở tất cả các tỉnh. Cái là nói chung là cái giáo viên đó. Dạ, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục. Thì tôi trình bày cho họ về cái việc rằng từ sau năm 1945 cho đến ngay cả cái thời điểm đó đó, thì họ sống không có đầy đủ, không có trọn vẹn cái quyền làm người. Họ sống giống như là những chiếc máy mà họ phải làm theo những cái điều mà đảng và nhà nước đã quy định. Có nghĩa là tôi cho họ biết rằng là chính đảng Cộng sản và nhà nước Cộng sản đó dành cho họ một cái hành lang rất là hẹp. Họ đi và họ chỉ có một cái hướng tới trước thôi. Ngoảnh trái là họ sẽ bị đụng bên trái, ngoảnh phải đụng bên phải. Dạ, thì cũng rất là nhiều những đồng nghiệp của tôi, những cái học viên của tôi, họ cũng nhận ra điều đó và họ cũng tiếp tục họ truyền bá lại cái tư tưởng đó cho bè bạn của họ, cho học sinh của họ. Thì tôi tiếp tục làm công việc đó cho đến năm 2004 với cái địa bàn là Hà Nội cũng như là các cái tỉnh thành của khắp cả miền Bắc. Thì sau đó thì tôi bị phát hiện là cái người mà đến gieo cái tư tưởng
tự do, tư tưởng dân chủ và giao cho cái lòng người rằng họ cần phải đòi hỏi cái nhân quyền. Chính vì vậy mà khi mà tôi cùng một số giáo sĩ người Philippines đi truyền giáo ở trên tỉnh Hà Giang đó, và xã Mèo Vạc của huyện Đồng Văn, thì tôi bị công an ở đó bắt. Ngoài cái lý do là truyền giáo trái phép trong cái khu vực bị cấm, thì tôi cũng đã bị theo dõi một thời gian dài là hoạt động truyền bá cái tư tưởng dân chủ. Chính vì vậy mà tôi đã bị bắt giữ để mà điều tra. Thì trong thời gian mà chờ để đưa ra tòa đó, thì tôi trốn thoát được về Sài Gòn. Mà từ Sài Gòn thì tôi đi sang Campuchia để tôi trình với cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc ở tại Campuchia về cái nguy hiểm của tôi trước cái sự bắt bớ của chính quyền, và để yêu cầu họ là bảo vệ quốc tế cho tôi. Thì sau khi mà họ xác minh những cái thông tin của bản thân tôi và qua cái những cái lời chứng của các giáo sĩ người Philippines đó, mà cùng hoạt động tôn giáo với tôi, cũng như là một số những cái anh em giáo viên mà đã nhận được những cái tư tưởng về tự do, về dân chủ của tôi và đã tiếp tục truyền bá cái tư tưởng đó, thì thông qua những cái người đó mà cao ủy Liên Hiệp Quốc ở tại Campuchia họ có đầy đủ cái thông tin về cái sự bị bắt bớ, bị nguy hiểm của tôi. Chính vì vậy mà họ cấp quy chế tị nạn cho tôi vào tháng 12 năm 2004, và tôi lại tiếp tục cái công việc của mình rộng hơn, tức là ngoài cái việc truyền bá cái tư tưởng tự do, dân chủ, nhân quyền, thì tôi tham gia trong một cái hoạt động truyền thông, tức là tôi đưa cái thông tin về những cái hoạt động dân chủ, nhân quyền và những cái sự đàn áp ở trong nước ra cho các cái cơ quan truyền thông bên ngoài. Dạ. Yeah. Thế vậy thì lúc đó là anh chỉ hoạt mục sư chỉ hoạt động cá nhân hoặc là với một số bạn bè hay là cũng với đoàn thể nào khác không? Dạ vâng, thưa anh, thưa quý vị khán giả. Khi mà ở Campuchia đó thì tôi cũng có một cái mối liên hệ chặt chẽ với một số cá nhân và tổ chức nhân quyền ở trong nước. Nhưng cái mối quan hệ đó thì cho đến giờ này vẫn còn tiếp tục, cho nên là vì cái an ninh của anh em, tôi xin được không có nêu ra ở đây. Đồng thời thì ngoài cái việc mà hoạt động về dân chủ, nhân quyền và truyền thông đó, thì tôi cũng nhận ra một điều là những cái em gái Việt Nam vị thành niên tuổi từ 8 đến 14 bị bán vào các cái quán gái, các cái nhà thổ để mà làm nô lệ tình dục ở tại Phnom Penh của Campuchia, ở cái một cái tỉnh mà có nhiều cái khu du lịch, tức là ở Siem Reap, ở Kampong Som thì rất nhiều. Cho nên thì tôi cũng đã tìm hiểu và sau đó thì tôi tham gia vào một cái dự án của tổ chức IOM ở Campuchia, dự án chống buôn người và bảo vệ nạn nhân, tên gọi quốc tế là Trafficking Prevention and Victim Protection Project. Và như vậy đó thì ngoài cái hoạt động về dân chủ, về nhân quyền, thì ở Campuchia đó, sau khi mà thành lập một hội thánh tin lành để truyền giáo, thì tôi lại tham gia thêm một cái dự án nữa là chống buôn người. Và cái việc đó đó là đặt tôi vào một cái tình trạng nó nguy hiểm hơn đối với các cơ quan an ninh của Cộng sản Việt Nam. Và chúng tôi cũng được biết là sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam thấy cái hoạt động của anh rất là nguy hiểm cho cái chế độ của họ, thì họ đã đặt một số cái điều để mà vu cáo anh. Với đối với dư luận quốc tế thì anh có thể cho biết đại cương cái sự vu cáo của họ như thế nào? Dạ vâng, thưa anh, tôi xin trình bày cái vấn đề này một cách đầy đủ hơn. Tức là khi mà tôi tham gia trong hoạt động chống buôn người thì cùng với cái tổ chức IOM ở tại Campuchia thường xuyên giải cứu cũng khá nhiều những nạn nhân mà đã bị bán vào các cái quán gái ở Phnom Penh, ở Siem Reap, ở Kampong Som. Thì cái việc này là nó đụng chạm đến cái quyền lợi của các cái quan chức của Đại sứ quán Việt Nam tại Phnom Penh, là những người mà có cái quyền lợi rất là lớn trong các cái thương vụ mua bán người đó. Cho nên là khi còn ở Campuchia đó thì họ đã vu cáo rằng tôi là người xây dựng nên cái hội thánh đó chỉ với mục đích là để vận động tài chính của đồng bào ở hải ngoại mà tiêu xài, chứ không có bất cứ một cái hoạt động dân chủ, nhân quyền nào cả. Dạ vâng,
Xin cảm ơn mục sư, chúng ta sẽ tiếp tục để quý vị, chúng ta xin quý vị theo dõi cho phần phát thanh thương mại. Sau đó chúng ta sẽ trở lại chương trình. Xin cảm ơn quý vị. Là xin mục sư tiếp tục cái chương trình của mình về cái vấn đề mà buôn người của chính quyền Cộng sản Việt Nam và liên kết với chính quyền của Campuchia. Dạ vâng, với cái tiến hành điều tra độc lập cũng như là điều tra với cái sự phối hợp của cái dự án chống buôn người của IOM đó, thì chúng tôi nhận thấy rằng hàng năm là có khoảng từ 7 đến 10 ngàn người Việt thiếu nữ, phụ nữ từ Việt Nam bị chuyển sang Campuchia để làm nô lệ tình dục. Tuy nhiên những người mà tuổi từ 18 trở lên thì họ có cái quyền chọn lựa đó, cho nên là đối với cái luật pháp của Campuchia thì không có vi phạm pháp luật. Tuy nhiên cái số lượng những trẻ em mà dưới 15 tuổi đó mỗi năm cũng phải có đến từ 3 đến 5 nghìn. Cho nên cái việc mà giải cứu đó thì thực hiện cũng thời gian khá dài và khá tích cực, và cũng giải cứu được khá nhiều. Tuy nhiên khi mà chúng tôi giải cứu được càng nhiều đó thì cái quyền lợi của những cái kẻ buôn người ấy, lại càng lớn. Chính vì vậy mà họ đã có một số cái biện pháp nhằm ngăn chặn cái hoạt động của chúng tôi, để cho cái việc kinh doanh của họ được thuận lợi và được tiến triển hơn. Thì họ bịa đặt ra, họ vu cáo rằng tôi không, thứ nhất không phải là một nhà hoạt động nhân quyền, tôi không phải là một cái người tham gia trong bất cứ một cái dự án chống buôn người nào cả, cũng như tôi là một cái mục sư tự phong. Mặc dù cái việc này thì không thể, bởi vì đối với sinh hoạt tôn giáo đó thì có một cái hệ thống từ cấp huyện đến cấp tỉnh đến cấp thành phố, đó là nói về ở trong nước, tức là có từ hội thánh cho đến giáo hạt cho đến là tổng giáo hạt. Thì tôi đã được Liên hữu Tin lành Mennonite Bắc Mỹ cấp bằng sau khi mà tôi đã tốt nghiệp 4 năm thần học và cấp chứng thư mục vụ cho tôi. Thì điều đó, cái việc mà họ vu cáo rằng tôi là mục sư tự phong thì đó là một cái luận điểm của Cộng sản nhằm để hạ uy tín, nhằm để bôi nhọ và nhằm để ly gián tôi với cộng đồng người Việt quốc gia ở hải ngoại, cũng như là để ngăn chặn cái hoạt động dân chủ và nhân quyền của tôi. Họ làm như vậy đó để buộc tôi phải im lặng, buộc tôi phải không có bất cứ một hoạt động nào. Thứ nhất là đón tiếp để trợ giúp cho những nhà hoạt động dân chủ, nhân quyền khi gặp khó khăn trong nước phải đào thoát qua Campuchia. Tôi từng đón tiếp, từng trợ giúp cho họ về phương diện pháp lý, cũng như là họ muốn ngăn chặn hoàn toàn cái hoạt động của tôi trong việc là chống buôn người và bảo vệ nạn nhân. Thì vào tháng 10 năm 2007, tôi đã bị một nhân viên an ninh của Cộng sản mà đội lốt người tị nạn ở tại Campuchia, là Trung tá Công an Nguyễn Công Cẩm. Viên Trung tá này trước đó đó là đã tham gia vào cái Đảng Nhân dân Hành động của ông Nguyễn Sĩ Bình. Và khi mà những thành viên của Đảng Nhân dân Hành động này tổ chức đi họp ở Thái Lan đó, thì chính Trung tá Công an này là đã thực hiện một chiến dịch bắt bớ trọn 28 người và đưa về Việt Nam mà giam cầm. Và chắc quý vị cũng biết là rất là nhiều người đó đã chết ở trong tù. Một người được ra tù và đã được định cư ở Hoa Kỳ vào tháng 7 vừa rồi là bà Vương Thị Viễn, sau 10 năm ở tù. Rồi chồng của bà Vương Thị Viễn là ông Bảo Giang Nguyễn Tuấn Nam, sau khi bị tai biến mạch máu não và sau khi đã chấp hành xong cái bản án 20 năm tù thì cũng vừa được trả tự do trong tháng 9 vừa qua. Rồi gần đây nhất là ông Lê Văn Tín, một cựu dân biểu của Việt Nam Cộng Hòa mà người gốc ở An Giang, tức là một tín hữu của Phật giáo Hòa Hảo, cũng vừa được trả tự do trong đầu tháng 10 vừa qua. Thì cái chính nhân viên tình báo Nguyễn Công Cẩm đó bắt tôi và giam trong một cái hang động ở cái vùng núi Phnom Klen ở tại Siem Reap suốt 3 ngày. Thì trong 3 ngày đó nó cũng dọa giết tôi rất là nhiều lần, nhưng mà rốt cuộc thì nó chỉ buộc tôi
phải cam kết là tôi phải đóng cửa cái hội thánh của mình, phải chấm dứt mục vụ của mình, chấm dứt tất cả những cái hoạt động trợ giúp cho các nhà dân chủ ở trong nước khi đào thác sang Campuchia, chấm dứt cái việc trợ giúp cho những người tị nạn về phương diện pháp lý cũng như là về cái phương diện thuộc thể. Thì trong khi đó đó, cái năm 1-2 tháng trước đó thì cao ủy tị nạn ở Campuchia đã quá khó khăn về tài chính, cho nên họ ngưng, không có bất cứ một cái trợ cấp nào cho người tị nạn. Thì tôi thành lập một cái xưởng may và để mà tạo cái thu nhập cho người tị nạn. Thì trong cái cam kết này tôi cũng bị buộc phải đóng cửa xưởng may. Thì tất cả những cam kết đó tôi phải ký bằng văn bản, và Nguyễn Công Cẩm đã trả tự do cho tôi. Tuy nhiên sau khi trả tự do cho tôi đó, thì tôi trở về tôi chỉ đóng cửa xưởng may. Tôi chia máy may cho anh em mang về nhà để tiếp tục mưu sinh. Nhưng mà tôi vẫn tiếp tục hoạt động tôn giáo. Tôi vẫn tiếp tục làm mục vụ ở Campuchia và vẫn tiếp tục chăm sóc những người tị nạn, cũng như là tiếp tục đón tiếp những anh em dân chủ khi mà bị đàn áp trong nước, mà vì cảnh tù đày phải đào thoát sang Campuchia. Chính vì vậy mà một năm sau đó, thì cơ quan an ninh của Cộng sản Việt Nam lại gửi người sang Campuchia để bắt tôi. Thì tôi cũng đã đào thoát kịp thời được sang Thái Lan vào ngày 10 tháng 9 năm 2008. Và sau khi tôi trình diện với cao ủy tị nạn ở Thái Lan, thì họ cũng đã xác minh với một số cái đối tác của họ ở tại Campuchia, trong đó là có cái tổ chức JIS, là tức là Jesuit Refugee Service, là tổ chức mà chăm sóc và bảo vệ người tị nạn. Thì họ đã có đầy đủ những cái thông tin về những cái mối nguy hiểm của tôi, cho nên họ đã cấp quy chế cho tôi và tiếp nhận tôi vào làm việc ở tại trung tâm tị nạn Bangkok, mà người tị nạn quen gọi là BRC, tức là Bangkok Refugee Center. Thì nơi đó tôi giảng dạy tiếng Anh cho tất cả người tị nạn của các sắc tộc, chứ không phải riêng người Việt Nam. Rồi tôi có một cái trách nhiệm là giáo huấn thanh thiếu niên, người tị nạn từ thứ hai đến thứ sáu. Và đồng thời là tôi phụ trách về cái công việc là tư vấn hồ sơ cho những người đến tìm kiếm tị nạn ở tại cao ủy tị nạn ở tại Thái Lan. Cái việc này khiến cho nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam là cảm khó chịu. Dạ, rất lấy làm khó chịu, bởi vì trước những cái đe dọa của họ, mà có khi là tôi đang cận kề với cái chết. Tuy nhiên tôi vẫn không có chùn bước, mà tôi vẫn tiếp tục những cái công việc mà tôi đã quyết định trước đó. Tôi vẫn tiếp tục hoạt động để trợ giúp cho cái phong trào ở trong nước. Chẳng hạn như khi ở trong nước mà có những cái vụ bắt bớ, những cái vụ đàn áp, thì tôi là người tiếp nhận thông tin và tôi chuyển cho một số thông tin viên của Đài Á Châu Tự Do để kịp thời đưa tin. Và tôi cũng là người mà kết nối giữa Đài Á Châu Tự Do với các nhà hoạt động dân chủ nhân quyền trong nước để tiến hành kịp thời các cuộc phỏng vấn ngay sau cái lần bắt bớ. Và tôi cũng là người mà đón tiếp các nhà bất đồng chính kiến khi bị đàn áp trong nước sang Thái Lan, khi mà họ cần sự trợ giúp của cao ủy tị nạn. Chính vì việc này đó, thưa anh, thưa quý vị, chính quyền Cộng sản Việt Nam đã phát huy cái nghị quyết 36 một cách tích cực hơn. Tức là trước đó họ chỉ sử dụng cái nghị quyết này để mà nhuộm đỏ cái cộng đồng người Việt quốc gia ở hải ngoại bằng cái văn hóa của họ. Nhưng mà khi họ thấy cái hoạt động của một số nhà, hoạt động của những người chống cộng, hoạt động của những người bất đồng chính kiến được tích cực hơn, được hữu hiệu hơn, mà trong đó, đó là có cái sự kết nối của tôi, thì bắt đầu họ chuyển đổi cái chính sách. Họ phát huy cái nghị quyết 36 là bằng cách là vu khống, bằng cách là bịa đặt thông tin để bôi nhọ. Thưa mục sư, thưa quý vị khán giả, câu chuyện đang hấp dẫn và rất còn dài. Mục sư là người ngoài cái vấn đề đấu tranh cho dân chủ, dân quyền cho người Việt, và vấn đề rất là đau xót cho dân tộc chúng ta, đau xót trong cái lịch sử mấy ngàn năm của dân tộc chúng ta, là cái chế độ buôn bán con em của người Việt chúng ta sang các nước lân bang bên cạnh,
để làm vấn đề gọi là sỉ nhục, là bán thân nuôi miệng, hoặc là chúng bắt làm nô lệ tình dục. Thì vấn đề này chúng tôi sẽ trở lại với mục sư trong những dịp tới, và để mục sư tiếp tục trình bày với quý khán giả của SVN. Chương trình của chúng tôi đến hôm nay tạm dừng ở đây, sẽ gặp lại quý vị trong những chương trình phỏng vấn mục sư Ngô Đắc Lũy trong thời gian tới. Xin cảm ơn quý vị. Vâng, cảm ơn anh. Kính chào quý vị khán giả.